Xin chào các bạn. Các bạn có nhận ra ai không? Đây là anh Hiển, tiếp tục ghé Kim Em chơi. Mà hôm nay anh Hiển ảnh vào Sài Gòn là ảnh mang cái cây đờn gọi là yêu quý của ảnh để đấu với cây Argentina của mình. Cây Messi, Lionel. Đây cây của ảnh đây. Cây Matsumer, huyền thoại Matsumer 1997. Chú quay cái phần lưng của chú. Đây là chú Sơn nha các bạn. Chú Sơn bữa trước mình có làm clip rồi. Đây. Cái gỗ Brazil. Gỗ Brazil. Còn đây là cái cây Argentina của cháu á, là cũng gỗ nha, gỗ Nam Mỹ nha. Gỗ nó hơi quý, ngang với Brazil luôn á. Được quá anh Sơn ạ. Hay quá. Nhìn nó được. Hay lắm, khiến đường buồn. Anh Sơn là hôm nay đến đây là với vai trò là trọng tài. Là một trọng tài để quyết định xem là cây đàn nào sẽ chiến thắng. Cây đàn nào hay hơn rồi. Và nếu mà tốt hơn ấy, thì cây đàn nào chiến thắng thì sẽ có cái giá rất hợp lý cho anh Sơn. Thôi bây giờ anh đánh cái Argentina của em trước đi. Nói tiếp anh đánh nó cho mơ nha. Trong cái buổi trưa đầy nắng này thì em phải soi ra ngoài để nhìn mọi người nhìn thấy nắng. Nắng quá trời đó, chói luôn nè. Quay ngược nắng rồi. Tôi sẽ chơi dùng cái bài giấc mơ trưa của Giáng Son để mà so sánh như hai cây đờn thì nó sẽ rất là phù hợp. Khoan đã anh Hiển. Bây giờ á, mà nếu mà cây đờn của anh thua đó, cây đờn của anh nó thua đó, thì anh để ở đây cho em 3 tháng. 3 tháng em mượn. Chơi không? 3 tháng. Ừ, 3 tháng. Mà không tiền nong gì? Không tiền nong gì anh. Có như để 3 tháng được, để được, chào hàng thôi. 3 tháng em mượn em chơi. Được. Thua mà. Nếu anh thắng thì sao? Anh thắng em nên cho anh mượn 3 tháng. nếu mà em mà thắng không, anh không cần mượn. Và nếu mà em mà thắng thì anh Sơn lát nữa trả tiền lẩu nhá, em không phải đâu. Ok. À đúng rồi. Tiền lẩu thì quá. Mà trước là không ăn thịt gâu gâu nhá. Không ăn. Ok. Em là em cai gâu gâu được 2 tuần rồi. Anh mà thua. Anh cũng không ăn. Là chú Sơn chú trả thì lẩu, còn nếu mà em mà thua chú Sơn cũng trả thì lẩu luôn. Ok. Rồi bây giờ anh đánh đi so sánh trước đây. Dây nâu lốc carbon, loại dây có thể nói là thuộc hạng hạng top của carbon rồi, cho nên là nó rất là hợp với cái đàn này. Cái đàn xét Nam Mỹ thì cái trầm này như kiểu cái loa thùng ấy, cái tiếng của cái loa trần thì cái bát của loa thùng cứ thập phập phồng vào vòng ấy. Để xem rất là trong. Đây tôi vừa mới thay cái bộ dây. Đây này, em để đâu? Các bạn hình dung là một cái đàn ấy. Đây này, đây. Đàn đắt mấy thì đắt mà dây không hợp ấy thì cũng coi như vứt đi. Đấy, tôi vừa lắp cái bộ dây này. Đây là nóc lốc carbon. À. Thì cái tiếng của nóc lốc thì nó khi chơi thì nó rất là cắn tay. Tay mình nó đánh nó dễ đánh. Kiểu nó dính tay ấy. Thứ hai là cái tiếng của nóc lốc thì là nó rất là mướt. Nó tập trung, âm trọng. Nó trong thì không phải là quá trong mà nó rất là tập trung. Âm nó không quá sáng và kiểu đánh cái nốt cảm giác nó đượm, nó rất là rõ. Vậy là nó hợp với cái đàn nào? Nó hợp với cái đàn này. Không, với Hanika nữa. Hanika thì chỉ dùng nóc lốc là đúng không? Là hợp nhất. Tại vì nó âm tập trung. Đúng rồi. Âm Hanika. Cây đàn này ở Việt Nam bây giờ có mình còn có à chú Sơn? Cao thì rất là trong. Có mình cháu có cây đàn này thôi. Có. Việt Nam. Ừ. Nên anh Hiển dễ gì mà lấy về Hà Nội. Đây là Nam Mỹ nhá, nghe nó rất là giàu sực. Đấy, rực rỡ luôn.
Argentina luôn này. Đánh khác thì nó rất là nồng nhiệt, thì nó rất là nồng nhiệt. Chú, cái đàn này cháu đưa anh diễn đánh khác thì hôm qua cháu đánh không ra gì hết. Cháu đánh cho không ra cái gì mà đưa anh diễn là khác liền nhỉ? Không này, đàn hay cũng phải có người chơi hay thì Tuấn là hay. Tuấn là chơi nhạc nhẹ thì anh chịu rồi, em đừng mỉa anh nữa. Anh chỉ đánh được mấy cái bài trầm cảm kiểu classic thôi. Còn bây giờ là anh Hiển sẽ thử chơi Matrumer. Enzo Anline, đây là một nghệ nhân trẻ. Nghệ nhân trẻ của Argentina. Gấu đấy ông này, gấu. Matrumer này, cây này rất nổi tiếng của Đức. Anh xin em đừng có bán cái đàn này, đặt nó quá lâu. Dạ. Yeah. Em biết là một cái đàn Argentina nghệ nhân người ta làm kiểu handmade, nó làm hàng năm trời mới xong. Anh biết là nó rất là mất thời gian để có một cây này. Khi nào em có cây thứ hai em hãy bán cây thứ nhất. Em không bán đâu, anh yên tâm đâu, em cũng không cho anh mượn đâu. Đúng không anh Sơn? Còn đây là cây Matrumer, một cây đàn gỗ Brazil của Đức, sản xuất từ năm 1997. Cây này là tôi đã cây này đẹp quá. Cầm vào đây, đấy mặt gỗ cào này. Đấy, cũng để đấu, để đấu, gọi là để đấu đó. Đây, kiểu giao lưu thì hoặc bọn tôi hay đi chơi thì công tác thì cứ cầm đàn đi chơi kiểu giao lưu. Nói về cái âm lượng ấy thì hai cây ngang nhau, tính chất âm thanh khác hẳn nhau. Cái con này thì là cái âm của nó, cái hơi hướng của nó kiểu nó trầm mặc hơn, nó đây nghe cái tiếng thì nó mềm mại hơn cái tiếng là mình truyền thống. Cái này nó hợp với những cái bài như thế, những cái bài nhẹ nhàng. Đánh nhạc Nam Mỹ thì thử xem sao nhé. Khi đánh Nam Mỹ thì cảm giác hơi yếu, nó không rộng như cái kia. Nó không rộng ràng. Nó không máu như cái kia. Đúng rồi. Đấy, đánh một nốt, ba nốt rồi là không đánh tiếp rồi. Tiếng của cái cây này mà đánh nhạc Nam Mỹ thì nó nhanh, nó tiếng nó gọn thôi. Một thằng Nam Mỹ, một thằng châu Âu thì là nó sẽ khác nhau. Tiếng nó gọn, cái thằng kia, thằng này thì tiếng nó mềm. Cái này là sáng này hợp này. Tiếng này nghe nó mềm hơn, mềm mại hơn rất nhiều. Anh lấy cái lưng em quay cái lưng đi. Đây cái lưng quá trời, gỗ đẹp thật chứ. Gỗ đẹp được. Thì cây đàn này thì mọi người hình dung là không sử dụng dây nốc lốc carbon mà là dùng dây Hanabuck Silver 200. Bộ dây này. Dây này cũng là một cái dây gớm mà nó rất là tinh tế. Đấy, dây này là dây thuần ni lông, dây của Đức, 100% là dây Đức. Thì cái tiếng của cái đàn này thì các bạn thấy là nó trong trẻo nhưng mà nó lại có cái gì đấy nó mềm mại, nó mềm mại, nó không dạo dực như cái đàn kia. Đúng rồi. Nghe nó phù hợp với lại những cái bài nhẹ nhàng, những cái bài cổ điển. Từ cái bài bát đấy, cái thứ là cái kia nó nồng nàn hơn. Cái này thì nó thấm, nó những cái bài cổ điển của nó
nó dịu ra. Ủa cái size nó bằng nhau đúng không anh? Size thì hai cây bằng nhau. Hai cây đều làm dáng hơi nhỏ một chút. Size bằng nhau rồi. Bằng nhau nó nhỏ dễ thương lên luôn. Mà sao cái ấm nó bây giờ bảo hai con này bảo con nào hay hơn con nào không nói được. Nó bởi vì là hai cây. Mỗi cây nó có một cái kiểu cái cây nội lực ấy, phù hợp với lại cái nội lực nhá thì là ngang nhau. Cái cảm giác nhìn nó trong cùng một cái phân khúc giá. Nhưng mà cái tính chất âm thanh thì lại khác nhau quá. Thành ra là bảo cái nào hơn cái nào là khó. Thôi cho hôm nay coi như là anh Sơn với cả Tuấn là chia tiền. Huề đúng không? Có ông Huề là chú Sơn cũng chưa bao chứ. Đấy thì bây giờ anh Sơn quyết thế nào? Không phân thắng bại được thì trọng tài chịu trách nhiệm à. Đấy, anh quyết một trong hai cây đi. Anh quyết đi. À, giờ chú Sơn quyết đi. Anh thấy cây mà em vừa bảo là em giữ không bán thì thôi lấy cái này đi. Anh thấy cây này chịu trách nhiệm. Vâng, thế như thế là cái thương vụ của tôi là mắt chú mơ á, là nó là đền cũ. Cây kia mà thật ra nếu mà để mấy năm nữa là nghe biết khác nữa đó. Cây kia không tiếng cây này thì cũng hay nhưng mà nó hai cái âm sắc nó khác nhau. Một cái này thì dùng để chơi những cái bài nhạc vui, nhất là nhạc trẻ bây giờ. Với hai nữa là những cái bài nhạc mà như kiểu như chơi vừa rồi Nam Mỹ ấy. Tùy gu nữa, nó nóng tùy gu đó. Mà tại vì cái âm này, nhất là âm chép của nó ấy, là nó rất là nhanh gọn, nó rõ tiếng, nó rất là đánh. Thế còn cái này thì tiếng nó rất là mềm, tiếng nó mềm mại, nó hợp với lại những cái bài nhẹ nhàng, tình cảm. Còn cái bài này hợp với cháu thấy là cái cây Nam Mỹ nó hợp với đánh cải lương hơn á. Nó đánh ca cổ đó. Hôm nay là cháu không hát được, cháu bị khan tiếng á, không là cháu hát cho nhỉn đánh rồi. Mình cũng bị viêm họng hôm nay. Em thử lại cái này nào. Đấy, vừa rồi là tôi đánh một đoạn Nam Mỹ đấy. Anh chỉnh lại dây đi, dây nó xuống rồi đó. Hy vọng là sau khi mà tôi cái này thì dáng nó hơi nhỏ hơn cái kia một chút xíu. Cái dáng này nó hơi lai sang dáng bắc lô. Đúng rồi, nó nhỏ hơn nó xíu. Hơi lai sang dáng bắc lô tí. Nó là 640 đúng không? 640. Thì cây này 650. Cây này 650. Dạ. Cây này nó như hơi nhỏ hơn tí. 650 là nó đã nhỏ rồi đó. Bây giờ chú đánh giá công tâm đi. Công tâm. Hai cây. Cái này như lúc nãy chú nói đấy. Tức là cái cây này thì nó rất là hợp với lại những cái bài tiết tấu nhanh mà, nhất là những bài flamenco hoặc là kiểu như là Argentina hoặc là Tây Ban Nha. Nhưng mà cái cây này thì nó phù hợp với những cái bản nhạc mà nó mềm mại lãng mạn. Mà cho dù chú đánh giá như thế nào chú cũng trả tiền lẩu thôi à. À sao cả, mình chỉ trả tiền lẩu cho nó chút nhỏ. Đúng rồi nhỉ. Đánh giá làm sao cho nó đúng. Với cả để chốt làm sao được một cây để tôi nghĩ thì là cần thiết hơn, khó hơn. Nhưng mà cuối cùng thì chú là
là cái hay của tóm lại là anh, cây đào cuối cùng nhé. Là anh Sơn chốt cây đào, chốt đúng rồi. Thì tiền nó lấy cây nào? Cây nào? Anh thích cây này. Cây này bao nhiêu, 100 triệu à? 125 triệu thì bây giờ bán cho anh 95 triệu. Bớt được 5 triệu. Bớt được 5 triệu. À thôi, bớt thêm 5 triệu nữa 90 triệu. Thật ra chú Sơn bây giờ, chú Sơn giờ muốn mua hai cây này cũng không được. Không ai bán đàn dễ như chúng tôi. Tuấn yên tâm, nếu mà anh bán cái đàn này ở nơi này thì cái đàn này thì anh chỉ lấy 85 triệu thôi, còn 5 củ là của em. Có được không anh Sơn? Nói đùa vui chứ ai bán đàn. Thôi chứ thực ra thì tôi với cả Tuấn thì thực ra là hai anh em rất là có duyên. Và mấy năm nay rồi chúng tôi cứ lọ mọ ngồi nói chuyện bàn thảo về đàn đó mọi thứ hết ngày hết đêm, rất là mệt mỏi. Mỗi lần gặp nhau thì nó rất là vui. Và thực ra cái việc mà cái nghề chính của chúng tôi thì nó thật là vẫn là dạy học. Chúng tôi vẫn thích dạy học và diễn riết các thứ. Còn cái việc chơi bán đàn thì nó là thêm thu nhập và cũng là một cái niềm vui nữa. Đấy, và chúng tôi luôn đặt cái cảm xúc những cái giống như kiểu những cây đàn nó giống như là bạn bè của mình. Thì đầu tiên phải có một cái tình yêu đã. Tình yêu là cho các cây đàn, những cái sản phẩm của mình. Còn cái chuyện mua bán sẽ là chuyện tính sau. Và hôm nay rất là vui vì là lần thứ hai đến thăm Tuấn ở cái căn phòng nhỏ này mà chiêm ngưỡng những cái cây đàn của bạn Tuấn. Cũng như là gặp anh Sơn cũng là một ông trùm sưu tập đàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hẹn gặp lại các bạn ở một cái ngày gần đây nhất. Thôi bây giờ đi ăn nhé. Đúng rồi, bây giờ thì đi ăn nhé. Kết thúc clip tại đây. Và thì em hôm nay em phải dẫn anh với chú đi ăn hôm bữa. Em tắt cái này đi. Dạ anh để trên cái hộp này. Chiêm ngưỡng tiếng đàn tuyệt vời của anh Sơn. Và anh luôn tự bảo rằng là anh là một trong 5 cây guitar đỉnh nhất Nam thời điểm này. Thôi. I can you. Chú Sơn là ngày xưa chú thi bên Mỹ á. Được giải 10 á. Thi bên Mỹ là trượt mấy lần rồi. Được hạng 10 thôi, giải gọi là nghệ sĩ quốc tế. Chú thi ngang tầm với cái thằng Ba Ba Lan. Không có nó đó. Nó sao to thế? Ừ, không to vậy đó. Hay phải lót vào. Cái này nhìn cấu hình của nó đã thích rồi chứ. Chứ chưa nói được. Chính mê củ mà anh không chốt được thì chịu rồi. Đẹp, rất là gỗ đẹp quá. Mushroomer. Có chốt được không đây? Không thì em lại cầm về. Ok, chốt luôn. Chốt thật hả? Này nhưng mà khóa này có phải khóa của nó không ta? Là nhưng đấy à? Khóa của nó luôn, khóa riêng của nó luôn. Mà nó còn mới thế này cơ. Khóa này đắt lắm. Cái khóa này, khóa này nó mà bây giờ nó cũng mới như thế này cơ. Cái khóa này nó khoảng tầm 700 ơ. Ừ, nhìn cái khóa nó biết rồi. Riêng cái khóa không 700 ơ, anh nhìn nó khoét đẹp như này mà. Ừ. Còn trong dưa đi ăn nhá. Rồi, ok. Rồi, đi ăn quay tiếp. Ừ. Hai anh em đi ăn cơm. Mọi người, anh em chuẩn bị đi ăn cơm. Anh Hiển ghé Sài Gòn thăm mình. Đã thấy không? Nghệ sĩ guitar của Hiển mà. Phải đi còn hôm nay mời xe. Tôi ăn thịt gâu gâu nhưng mà tôi bảo là tôi không muốn ăn thịt gâu gâu. Anh em đi siêu xe Ultimo. Ôi giời, tắt công an nó bắt chết. Mày đổi cái xe khác em ạ. À, ông trùm đàn Sài Gòn mà đi xe ngành lửa hát nào này. Không, em là em thích gì kỷ niệm anh không, thích kỷ niệm. Em mới làm nồng lại á, xe này hôm qua nó hư đó, nó bị tắt máy giữa đường. Không được, nó nguy hiểm luôn các bạn. Qua Phú Mỹ Hưng không được, nó nguy hiểm luôn. Tình hình là ba chú cháu đi ăn mà chú Sơn dẫn vô cái quán này là có cái đàn piano đẹp ghê luôn, đúng quán nghệ sĩ luôn. Anh kêu giùm em luôn anh Hiển, em ăn gì cũng được. Dạ, kêu giùm em đi. Cái vấn đề là ở cái quán này là cái đặc sản là cái gì? Đặc sản của quán này bún cá đúng không? Anh Đại cháu dễ lắm, cháu anh không chết là được. Cháu mới tu bia xong, mới sợ xong
Thì chú uống thì kêu cháu chú uống chai hai chai cũng được. Anh Hiển thì tại vì ảnh tí anh về. Người đàn đã kêu bạn. Càng đẹp hơn. Quán cà phê đẹp hả chú à? Đây mốt thì phải chú cháu mình ra Hà Nội anh Hiển anh dẫn anh thì chó. Anh Hiển. Chào các bạn, hôm nay tôi rất là vui vì ngoài được chiêm ngưỡng những cây đàn quý của bạn Tuấn Kim En thì còn được Tuấn và anh Sơn, ông trùm sưu tập đàn, với bộ sưu tập tổng số đàn của anh sưu tập khoảng nghe nói là 16 cây và với tổng trị giá là 55 triệu đồng. Và bây giờ là buổi trưa và chúng tôi sẽ có một bữa trưa và thảo luận về đàn. Hy vọng là sẽ có những cái dịp đến thăm Sài Gòn và làm những cái clip nhỏ với cả bạn Tuấn Kim En, một cái người mà rất là yêu đàn và có một giọng hát rất là tuyệt vời. Anh em với chú cháu chuẩn bị ăn nha mọi người. Đây cơm ra hết rồi. Đó chỉ đơn giản thì thôi, ăn đơn giản thì được rồi. Ăn gì lắm. Tắm rồi thì chỉ đơn giản thế thôi. Để chú Sơn ăn. Ừ. Chú Sơn ăn sang hơn cháu nhiều. Kêu cái món phức tạp thì không kêu. Cái món đơn giản. Đơn giản thôi cháu, mình dân đơn giản thôi. Ở đây nó có đủ các món từ đơn giản đến phức tạp. Món phức tạp cũng có. Dạ. Để thôi để cháu ấy nè. Thôi anh quý vị, bye bye quý vị. Anh Hiển anh cho mọi người xem anh Hiển. Lâu lắm mà chưa thấy anh. Xin chào quý anh chị. Anh em mới đi ăn về xong. Rồi nghỉ trưa tí xíu là anh Hiển phải về Hà Nội. Về nghỉ trưa không chịu cầm cái GC5 của mình. GC5 hay quá. Đàn xe nói chung là nói thật là đàn Grand Concert của Yamaha ấy, mà những cái năm trước năm 80 họ làm rất là hay hơn cái về sau này. Nhà năm 76 mà cái này hơi quý ạ. Đó năm 76 thôi. Đàn guitar thì các bạn ạ, thực ra nói chuyện lâu dài thì một chút thì cái đàn guitar nó hay hay dở nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Tức là nó do cái tâm trạng người chơi rồi là cái phòng, cái bối cảnh đấy, rất là nhiều. Có những cái đàn mà vài ba chục triệu nhưng mà khi tôi cầm thì chẳng thấy thích, chẳng không để lại một cái cảm xúc gì cả, kêu nó ầm ĩ. Có cái đàn nó chỉ 5-7 triệu thôi, thậm chí là đàn của Trung Quốc nhưng mà nó vẫn có một cái gì đấy để mình thấy thích. Thậm chí là ví dụ như là đàn bằng làm bằng máy ấy, thì cái quan trọng là cái công nghệ nó phải tốt, cái tần số họ đo nó phải chuẩn, phím cần nó phải chuẩn đấy. Còn nếu mà đàn nghệ nhân thì có khi một nghệ nhân nhưng mà ông ấy làm cái này hay cái kia nó lại không hay bằng, nó do vào cái tâm trạng người làm nữa. Giống như kiểu mình cũng thế thôi, làm ai cũng thế, làm cái ngành nghề gì cũng thế thôi. Có những lúc mình làm một cái công việc đấy, họ làm mình làm ngày hôm nay rất là tốt nhưng mà ngày hôm sau mình làm lại không tốt đấy. Cho nên mà anh thấy cây này nó hay hơn cây mắt chu mơ của anh không? Cái này thì nó không so được với mắt chu mơ nhưng mà nó khá là gần gũi, tiếng nó khá là gần gũi. Mình rất là vui. Tiếng nó là ngọt ngào, rất ngọt ngào. Các bạn biết rồi, mình rất là vui là anh Hiển khi nào vào thành phố Hồ Chí Minh cũng ghé mình chơi chút xíu. Đó. Chút xíu và anh em ăn cơm uống cà phê xong rồi tí anh lên máy bay. Cái dây này dây gì? Dây này tiếng ngọt thế. Romix. À Romix à? Romix. Bảo sao cái tiếng của nó rất là ngọt. Hanabat nó có một cái dây gọi là dây Romix. Các bạn mà ở Sài Gòn thì có thể qua chỗ anh Tuấn, bạn Tuấn Kim En hoặc là Giang Pi hoặc là anh nhạc cụ Vũ Uyên là có cái dây Bromix, nó rất là hay.
dây của Hana Bắc. Cái khóa của nó vẫn còn nhỉ? Em. Cái khóa vẫn còn thì là hơi bị yếu. Tiếng ngọt quá nhỉ? Gian hay à? Anh đánh dở đúng không? Đợi anh. Anh đánh dở mà. Cái đàn rất quan trọng cái đấy các bạn ạ. Thôi chắc mình chia tay khán giả với anh chia tay về Hà Nội nói với đâu. Cũng như những lần trước thôi, tôi cũng luôn luôn tranh thủ. Và 2 tiếng nữa thì tôi sẽ phải ra sân bay rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ tạm biệt mọi người và cũng như là bạn Tuấn để về khách sạn và chuẩn bị đồ để đi về Hà Nội. Lại chúc anh bạn Tuấn làm ăn phát đạt và luôn luôn giống như bây giờ, vẫn luôn giữ được cái phong độ cũng như là cái trái tim dành cho đàn guitar và cái tâm bán đàn rất là tốt. Chúng tôi thì luôn luôn đặt cái tình cảm lên trên chứ cái lợi nhuận sẽ tính sau đi. Nhưng mà ai cũng thấy tôi với Tuấn tại sao mà chơi thân được với nhau, vì có cái sự đồng cảm. Khi mà bạn bè hay là ai đấy đến mua đàn, trao đổi về cái đàn mà họ có được một cái đàn ưng ý thì bản thân mình cũng thấy vui, chứ cũng không nhất thiết là phải nghĩ đến chuyện lãi hay lời gì nhiều. Và xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người sẽ sớm có cho mình những cây đàn ưng ý. Xin chào tạm biệt mọi người. Anh Hiển bắt đầu ra sân bay nha mọi người. Tôi phải tiễn anh ra sân bay luôn. Còn cái Max Schumer đấu thua cái cây của Argentina của em nên ảnh mới mang về đó. Đi nhá. Dạ dạ anh. Hai cầm cây dầm chùa khác vào. Dạ dạ. Bye bye mọi người.